Trong đời tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được biết đến những người tham gia công việc mai táng lại là các cô gái trẻ ở Sài Gòn. Ở đây, người được mai táng lại là những bệnh nhân COVID-19. Mỹ cùng 65 quốc gia khác đã đưa ra tuyên bố kêu gọi Taliban cho phép người Afghanistan rời khỏi đất nước nếu họ có nguyện vọng. Sau khi Taliban chiếm Afghanistan, hàng nghìn tù nhân tại nhà tù lớn nhất ở Afghanistan đã được phóng thích. Trong số này có nhiều thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. 13 thành phố và 50 quận ở Hồ Bắc, Trung Quốc, bao gồm cả thành phố Vũ Hán và thành phố Tùy Châu, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn. Hơn 35.000 người đã được đưa đến các nơi trú ẩn khẩn cấp và 51.900 người đã được di rời trong tuần qua. Một người dân Thượng Hải bị phạt hơn 21.000 USD vì cắt tỉa cây xanh do chính mình trồng. Bình luận, cuộc đảo chính ở Trung Quốc, sự sụp đổ vĩ đại của Bắc Kinh. Quý vị đang theo dõi tin tổng hợp tối ngày 16 tháng 8 của Đài TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội ngày 16 tháng 8 đang điều tra làm rõ vụ một người đàn ông tử vong tại nhà hàng Slovilla số 16 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Vào hồi 7 giờ sáng nay, 16 tháng 8, công an phường Phan Chu Trinh nhận được tin báo về việc một công dân tử vong tại địa điểm nói trên. Qua xác minh, trường hợp tử vong là ông VVK, sinh năm 1970, quê quán phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Nhân viên bảo vệ của nhà hàng Slow Villa. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai phun khử khuẩn phía ngoài, dựng rào chắn bảo vệ hiện trường, đồng thời triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid đối với ông VVK và người cháu ở cùng là Nguyễn Quang N, sinh năm 2006, quê tại Thái Nguyên. Hiện Nguyễn Quang N đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong đời tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được biết đến những người tham gia công việc mai táng, lại là các cô gái trẻ ở Sài Gòn. Ở đây, người được mai táng lại là những bệnh nhân Covid. Trước đây, mỗi lần đi đám tang người thân hay bạn bè Tôi đều thấy những người giúp cho công việc mai táng đều là đàn ông, thanh niên có, nhiều tuổi hơn cũng có. Vậy nên, việc biết nhóm của chị Giang Thị Kim Cúc và các cộng sự có cả các cô gái trẻ tình nguyện viên tham gia mai táng những người không may qua đời vì Covid có hoàn cảnh khó khăn khiến tôi có ấn tượng sâu sắc. Khi thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn dịch căng thẳng, rất nhiều người ra đi vì đại dịch nhưng lại không có người thân bên cạnh tiễn biệt chị Cúc đã nghĩ rằng tại sao mình không thay mặt cho gia đình các nạn nhân để đưa tiễn họ đoạn đường còn lại. Từ suy nghĩ ấy, dự án Mai Táng Không Đồng được thành lập và đi vào hoạt động. Trong đội đến nay có 40 thành viên, trong đó có cả nam và nữ, bao gồm cả các cô gái trẻ. Mỗi ngày, nhóm chị Cúc nhận được rất nhiều cuộc gọi từ thân nhân của người mắc Covid xin hỗ trợ Mai Táng Người Nhà. Lúc nào cũng kín mít trong bộ đồ bảo hộ nóng bức như vậy. Nhưng công việc dù vất vả đến mấy Thì những cô gái không hề tỏ ra mệt mỏi, nhụt trí Họ vẫn làm việc không ngừng nghỉ để hỗ trợ Giúp đỡ được thêm nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn Những việc chúng mình làm đều xuất phát từ trái tim Vì từ trái tim sẽ chạm đến trái tim Mình rất xót xa khi mỗi ngày Chứng kiến quá nhiều sự mất mát đau thương Bởi vậy mình không nghĩ gì nhiều Cứ thế mà đi thôi Giúp được gì thì giúp Phụ được gì thì phụ có những người đi làm xa quê, mất ở thành phố Hồ Chí Minh vì Covid. Nhưng người nhà không thể mai táng được, nên họ đã gọi điện khóc rất nhiều và năn nỉ chúng mình có thể thay họ lo hậu sự cho người thân. Các cô gái trẻ ở tập trung trong một ngôi chùa và làm việc từ sáng sớm đến đêm. Bốn số điện thoại hotline luôn có người trực 24 trên 24. Thật đáng trân trọng tấm lòng của họ. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. AFP ngày 15 tháng 8 cho biết, Mỹ cùng 65 quốc gia khác đã đưa ra tuyên bố kêu gọi Taliban cho phép người Afghanistan rời khỏi đất nước nếu họ có nguyện vọng. Mỹ cùng cộng đồng quốc tế để khẳng định người Afghanistan và công dân quốc tế muốn rời khỏi đất nước này phải được đáp ứng nguyện vọng. Ngoại trưởng Antony Blinken viết trên mạng xã hội Twitter khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra tuyên bố có chữ ký của các đồng minh thân cận. Những người có vị trí quyền lực và thẩm quyền trên khắp Afghanistan và chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ cuộc sống của người dân, tuyên bố chung cho biết thêm. Cùng ngày, trong một tuyên bố tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Taliban và các bên kiềm chế tối đa để bảo vệ sinh mạng người dân và bảo đảm các nhu cầu nhân đạo có thể được tiếp cận. Ngoài ra, theo tuyên bố, ông Guterres bày tỏ quan tâm đặc biệt đến tương lai của phụ nữ và trẻ em gái, nhóm người cần phải được bảo vệ. Theo Reuters, dưới sự cai trị của Taliban từ năm 1996 đến 2001, Phụ nữ không được đi làm, trẻ em gái không được đi học, phụ nữ phải che mặt và nếu muốn rời khỏi nhà, họ phải đi cùng một người thân là nam giới. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15 tháng 8, kêu gọi tổng thống Joe Biden từ chức sau khi các tay súng Taliban nhanh chóng kiểm soát Afghanistan, ngay khi quân đội Mỹ rút quân. Đã đến lúc ông Joe Biden phải từ chức trong xấu hổ vì những gì ông ấy đã làm với Afghanistan. Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu trong một tuyên bố đồng thời chỉ trích ông Biden trong cả vấn đề liên quan đến dịch Covid, chính sách nhập cư, kinh tế và năng lượng. Dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, Mỹ có một thỏa thuận với Taliban ở Doha, Qatar vào năm 2020. Theo đó, Mỹ sẽ rút hết quân tại Afghanistan vào tháng 5 năm nay. Đến khi tổng thống Biden nắm quyền vào đầu năm nay, ông đẩy lùi thời hạn rút quân. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích ông Biden về động thái này. Tổng thống Mỹ Biden hiện phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc rút quân. Giới chức nước này đang gấp rút để sơ tán nhân viên đại sứ quán tại thủ đô Kabul. Hàng nghìn tù nhân tại nhà tù lớn nhất ở Afghanistan đã được phóng thích, trong số này có nhiều thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram ở thủ đô Kabul hôm 15 tháng 8. Không lâu sau đó, Taliban đã phóng thích tất cả các tù nhân bị giam giữ tại nhà tù Puecha khi ở căn cứ này. Trong số tù nhân được phóng thích có nhiều thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda, bên cạnh các thành viên cũ của Taliban và các loại tội phạm khác. Căn cứ không quân Bagram được quân đội Mỹ chuyển giao cho lực lượng chính phủ Afghanistan đầu tháng 7, khi Mỹ rút lui, ước tính 5.000-7.000 tù nhân bị giam giữ ở nhà tù Puecha. Khi Puecha là nhà tù lớn nhất ở Afghanistan với khu giam giữ với mức độ an ninh tối đa dành cho tù nhân là thành viên của Al-Qaeda và Taliban. Trả lời một số thành viên Thượng viện Mỹ hôm 15 tháng 8, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley thừa nhận các tổ chức khủng bố sẽ sớm tái lập ở Afghanistan sau những gì đang diễn ra. Trước đó, Taliban cũng đã phóng thích các tù nhân tại các cơ sở giam giữ ở những thành phố lớn khác bị lực lượng này chiếm đóng. Bên cạnh những thành viên cũ bị chính phủ bắt giam, Taliban cũng chiêu mộ tội phạm vào hàng ngũ để bổ sung lực lượng. Trong bối cảnh Liên Hợp Quốc lo ngại một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan sau khi Taliban đã chiếm quyền kiểm soát, còn Tổng thống Afghanistan Asad Ghani đã rời khỏi đất nước và tới Uzbekistan thì mối quan tâm khác hiện nay, ai sẽ là người lãnh đạo chính phủ lâm thời của Taliban? Số hai Sahin, người phát ngôn viên của Taliban nói với CNN hôm 15 tháng 8, chính phủ mới ở Afghanistan sẽ có cả những người Afghanistan không phải thành viên Taliban và có thể gồm một phần của chính quyền cũ. Ông Sahin nói rằng, còn quá sớm để nêu tên các quan chức sẽ là ai, nhưng ông cho biết họ đang cố gắng có một số nhân vật tiếng tăm trong chính phủ. Theo hãng tin Azara, có 6 nhân vật quan trọng lãnh đạo phong trào Taliban chống lại chính phủ do phương Tây hậu thuẫn kể từ năm 2001. Họ có hành tung khó nắm bắt và nơi ở của một số người vẫn là ẩn số. 6 nhân vật quan trọng của lực lượng này đến nay, người thì đột ngột mất tích, người chưa rõ tung tích, độ tuổi của họ được cho là từ 30 đến 60. Taliban nổi lên vào năm 1994 với tư cách là một trong những phe chiến đấu trong cuộc nội chiến và kiểm soát phần lớn đất nước vào năm 1996. Taliban xây dựng chính phủ theo luật Hồi giáo. Những người phản đối và các nước phương Tây cáo buộc họ thực thi luật Hồi giáo hà khắc và đàn ác các nhóm tôn giáo thiểu số. Cảnh sát bang New York cho biết, một chiếc xe buýt chở khách du lịch hướng đến thác Niagara đã gặp tai nạn vào hôm thứ Bảy, khiến 57 người trên xe, bao gồm cả tài xế bị thương, và họ đã được đưa đến bệnh viện thăm khám và điều trị y tế, không có báo cáo về bất kỳ trường hợp tử vong nào. Chiếc xe buýt du lịch đang đi theo hướng Tây trên xa lộ liên tiểu bang 90 ở thị trấn Brutus ở hạt Cayuga đã chạy ra khỏi đường cao tốc vì một lý do không xác định và lật nhào vào bãi cỏ. Theo thông báo của cảnh sát New York, Brutus, địa điểm xảy ra vụ tai nạn, cách thác Niagara hơn 2 giờ đi xe. Chính phủ Tây Ban Nha đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi có thông tin rằng một công ty điện lực đã xả hai hồ chứa trong đợt nắng nóng và hạn hán để kiếm lợi từ giá điện cao ngất ngược. Iberdrola, nhà sản xuất lớn thứ hai của đất nước, đã xả nước từ các con đập ở các tỉnh Zamora và Sáceres ở miền Tây Tây Ban Nha trong thời gian vài tuần để sản xuất thủy điện giá rẻ, trong khi giá bán cho người tiêu dùng đang ở mức cao kỷ lục. Tây Ban Nha đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay vào thứ Bảy, lên đến 47,2 độ C ở thành phố Córdoba, tỉnh Andalusia. Cả hai hồ chứa này đều cách biển một quãng đường dài và được nhiều người ưa thích cho các hoạt động bơi lội và chèo thuyền, đặc biệt là trong những tháng mùa hè nóng nực. Tuy nhiên, giờ đây chúng đã trở thành sa mạc theo Xavier Aquado, thị trưởng của làng San Sebastian de Castro, một trong các ngôi làng bị ảnh hưởng. Hàng nghìn người biểu tình trên ô tô và xe đạp đã tập trung đông đảo tại khu mua sắm trung tâm của Bangkok vào Chủ Nhật. Đây là một trong số các cuộc biểu tình lưu động trên khắp Thái Lan, yêu cầu Thủ tướng Prayut chan o -cha từ chức về việc xử lý đại dịch Covid-19. Một số người biểu tình đã đụng độ với chính quyền, bắn pháo hoa và ném các vật thể để tự vệ trước cảnh sát chống bạo động. Trong khi đó, cảnh sát đã triển khai đạn cao su, hơi cay và vòi rồng. Việc cảnh sát sử dụng những vũ khí như vậy ngày càng trở nên thường xuyên trong các cuộc biểu tình chống chính phủ và ngày càng gia tăng khi vương quốc này phải vật lộn với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất cho đến nay. Các bệnh viện quá tải và việc triển khai vaccine chậm chạp cùng với những khó khăn về tài chính do các hạn chế kéo dài hàng tuần đối với các doanh nghiệp đã gây ra sự tức giận đối với chính quyền của thủ tướng Prayut. Cho đến nay, ba người đã bị bắt vì liên quan đến bạo lực này. Báo Washington Post ngày 16 tháng 8 đưa tin, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt mức tăng trợ cấp lương thực lớn nhất trong lịch sử trong chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP của chính phủ liên bang. Chương trình này trước đây gọi là tem thực phẩm, giúp những người khuyết tật trí tuệ và phát triển cũng như những người lao động có thu nhập thấp và người cao tuổi nuôi sống gia đình họ. Theo quy định mới, số tiền trợ cấp cho chương trình sẽ tăng trung bình 25% so với mức trước đại dịch. Theo đó, trợ cấp trung bình hàng tháng 121 đô la Mỹ cho mỗi người trước đại dịch sẽ tăng thêm 36 đô la Mỹ bắt đầu từ tháng 10. tờ New York Times cho biết tất cả 43 triệu người trong chương trình này sẽ nhận được khoản viện trợ bổ sung này. Viện trợ bổ sung này dựa trên bản cập nhật do thuật toán điều chỉnh kế hoạch thực phẩm tiết kiệm, theo dõi chi phí của 58 loại hàng hóa thiết yếu khác nhau để cung cấp chế độ ăn hợp lý về ngân sách cho một gia đình 4 người. Theo New York Times, kế hoạch mới sẽ làm tăng chi phí hàng năm của chương trình 79 tỷ đô la Mỹ lên thêm khoảng 20 tỷ so với mức trước đại dịch. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vào năm 2019 cho biết khoảng 11% dân số Mỹ đã tham gia chương trình này. Hoàn cầu thời báo dẫn thông báo của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Hồ Bắc vào lúc 16 giờ ngày 15 tháng 8, 13 thành phố và 50 quận ở Hồ Bắc bao gồm cả thành phố Vũ Hán và thành phố Tùy Châu, bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn. Hơn 35.000 người đã được đưa đến các nơi trú ẩn khẩn cấp và 51.900 người đã được di rời trong tuần qua. Thảm họa đã ảnh hưởng đến 116.000 hecta hoa màu, trong đó 17.250 hecta bị mất trắng, gần 1.000 ngôi nhà bị sập và 14.300 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Thông báo lưu ý rằng, lượng mưa trên địa bàn tỉnh hiện đã giảm bớt và tình hình lũ lụt tại các sông hồ đang dần ổn định. Thị trấn Liễu Lâm của thành phố Tùy Châu là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vào ngày 13 tháng 8, 21 người đã xác nhận đã chết và 4 người mất tích sau trận mưa xối xả kỷ lục ở thị trấn. Từ 5 đến 6 giờ sáng 12 tháng 8, lượng mưa đạt 100 mm trên 1 giờ và là trận mưa lớn nhất được ghi nhận trong các hồ sơ khí tượng của thị trấn. Hồ Bắc là khu vực mới nhất ở Trung Quốc chịu thiệt hại lớn do lượng mưa trong mùa hè này. Trước đó vào tháng 7, mưa và lũ lụt ở tỉnh Hà Nam cũng ở miền Trung, Trung Quốc và đã làm 302 người thiệt mạng. Một người dân ở Thượng Hải đã bị sốc vì bị phạt hơn 140.000 nhân dân tệ, tức 21.610 USD, vì cắt tỉa một cây xanh do chính mình trồng. Người dân họ Lý cho biết ông đã mua cây lòng não vào năm 2002 với hơn 10.000 nhân dân tệ và trồng nó trong sân của chính mình. Tuy nhiên, vài năm sau, ông đã chuyển nó ra ngoài sân của mình vì nó mọc quá cao cản trở ánh nắng mặt trời. Vì vậy, ông Lý đã cho công nhân chặt hết cành cây, chỉ trở lại thân cây chính cao hơn 2 mét. Báo Thượng Hải Morning Post hôm thứ Bảy dẫn lời Chu Xeo một nhân viên quản lý đô thị địa phương cho biết, các cá nhân không có quyền ghép và chặt cây trên không gian xanh công cộng mà không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý cây xanh. Theo Chu, nếu cây được trồng trong sân của cư dân và đường kính của cây nhỏ hơn 25cm, thì người dân có thể tự xử lý cây nhưng đây là một cây đã lâu năm. Vụ việc trên đã gây ra một cuộc thảo luận rộng rãi giữa các cư dân mạng Trung Quốc với nhiều ý kiến cho rằng nên cảnh cáo hành chính hơn là phạt nặng ông Lý. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với bài bình luận Cuộc đảo chính ở Trung Quốc Đại sụp đổ của Bắc Kinh của nhà nghiên cứu John McClain Sau đây là nội dung bài bình luận của ông Tập Cận Bình là một bạo chúa thời hiện đại một số nhà lãnh đạo thế giới không mong mỏi gì hơn là nhìn thấy vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc này bị bãi nhiệm. Để điều đó xảy ra, một cuộc đảo chính là cần thiết. Theo ông Roger Gassai, người từng nhiều năm làm việc trong vai trò một nhà ngoại giao ở Trung Quốc, thì thời của chế độ độc tài độc đảng này có thể sắp kết thúc. Trong cuốn sách mới nhất của mình có tựa đề Cuộc đảo chính của Trung Quốc đại nhảy vọt hướng tới tự do, ông Gassai lập luận rằng trái với niềm tin phổ biến ông Tập Cận Bình rất có thể bị phế chuốt trong một cuộc đảo chính do các đối thủ trong giới lãnh đạo tối cao gây ra. Ngay sau khi ông Tập bị bãi chức, các nhà lãnh đạo của cuộc đảo chính này sẽ mang đến dấu chấm hết cho chế độ độc tài độc đảng của Trung Quốc và mở ra quá trình chuyển tiếp sang nền dân chủ và pháp quyền. Điều này nghe có vẻ sẽ vời, nhưng ông Gassai tin rằng phương Tây có thể giúp người dân Trung Quốc loại ông Tập khỏi nhiệm sở. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng Nói, Hoa Kỳ VOA, ông Gassai gợi ý rằng Hoa Kỳ và các đồng minh của họ sở hữu một lợi thế riêng biệt so với Trung Quốc. Tuy nhiên giờ đây, ưu thế về kinh tế của họ phải được tận dụng để mang đến sự thay đổi về chế độ. Mặc dù ông Joe Biden, ông Boris Johnson, ông Emmanuel Macron cùng các lãnh đạo thế giới khác không thể từ bên ngoài quyết định việc Trung Quốc sẽ được điều hành như thế nào, nhưng có một số cá nhân bên trong Trung Quốc lại muốn mang đến sự thay đổi. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây của họ có quyền giúp đỡ những người đó và hành động để tạo ra những điều kiện thuận lợi để họ có thể đạt được những gì họ muốn. Ông Gassai tin rằng nếu quan chức đứng thứ hai của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường cùng với các lãnh đạo có cùng chí hướng, sẵn sàng thách thức người đứng đầu thì họ sẽ không thể thiếu đi sự ủng hộ của công chúng. Liệu ông Gassai có đúng về những gì ông ấy tin tưởng hay không? Với tư cách hiện là một người đưa tin về các vấn đề của Trung Quốc, tôi nghĩ là có. Ông Tập Cận Bình thực sự là một vị vua không đội vương miện. Nếu lịch sử đã dạy chúng ta bất cứ điều gì đó, thì đó là ngôi vị của một nhà vua luôn dưới sự đe dọa. Trích lời của Shakespeare, hễ cái đầu đang đội vương miện thì không được yên. Nếu những giả định của ông Gassai được chứng minh là đúng, thì một tấn bi kịch của Shakespeare đang chờ đợi ông tập. Chính trị gia người Anh, Cleaver Lewis, đã từng nói một cách chuẩn xác rằng một cuộc đảo chính không nhất thiết phải là một cuộc đảo chính quân sự. Vượt loại bỏ một bạo chúa không phải lúc nào cũng đòi hỏi những chiếc xe tăng trên bãi cỏ cùng với các loại quân đội cao cấp xuất hiện trên đài truyền hình và đài phát thanh của quý vị. Mặc dù xét về lịch sử của Trung Quốc thì bạo lực chắc chắn sẽ đóng một vai trò nào đó để xảy ra một cuộc đảo chính hiệu quả. Dù là bằng bạo lực hay bằng con đường khác, người dân phải được huy động đến. Điều này hẳn không phải là vấn đề. Hồi tháng 2, ông Tập tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành công trong việc đánh bại tình trạng nghèo đói cùng cực. Tuy nhiên, các bằng chứng lại cho thấy điều ngược lại. Khoảng 600 triệu người Trung Quốc, tức gần một nửa dân số nước này, đang sống dưới mức 5 USD mỗi ngày. Như những sự kiện ở Nam Phi đã chứng minh rõ ràng, những người khốn cùng có khả năng làm những điều liều lĩnh. Hiện tại ở Trung Quốc, hàng trăm triệu người đang lâm vào cảnh khốn cùng. Khi cách biệt giàu nghèo không ngừng gia tăng, sẽ là dại dột cho ông Tập khi mong đợi ở người dân Trung Quốc. Đặc biệt là giới trẻ với tính cách nổi loạn hơn, sẽ ngồi yên bất động. Liệu ông Tập có nên lo lắng hay không? Chắc chắn rồi. Theo một bài báo dự báo về địa chính trị tương lai mới đây, sự suy giảm sức cạnh tranh của Trung Quốc trên thị trường xuất cảng là một thực tế mà các nhà lãnh đạo phải tính đến. Tỷ lệ thất nghiệp cao, vốn đã là một vấn nạn lớn của quốc gia này, sẽ trở thành một thách thức đáng kể đối với vị chủ tịch của Trung Quốc. Các tác giả gợi ý rằng nhà cầm quyền này sẽ cố gắng sống sót giữa vòng xoáy đi xuống của nền kinh tế bằng cách làm một điều và chỉ có cách duy nhất một điều mà họ biết cách làm đó là siết chặt quyền lực và chứng nào tật nấy củng cố lại chế độ độc tài của mình. Mặc dù biện pháp này hữu hiệu trong quá khứ nhưng sẽ không có tác dụng trong tương lai. Như báo cáo này nêu rõ, sự phân hóa khu vực ở Trung Quốc quá phổ biến và không dễ bị chế độ độc tài đàn áp. Đến năm 2040, Trung Quốc sẽ chứng kiến một sự quay trở lại với chủ nghĩa khu vực, kèm theo đó là tình trạng hỗn loạn. Cùng với đó là sự kìm kẹp yếu ớt dần của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở cả trong và ngoài nước, một khoảng trống quyền lực sẽ xuất hiện ở Đông Á, điều mà sẽ được Nhật Bản lấp đầy. Nếu đất nước rơi vào vòng hỗn loạn, ông Tập sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của 1,4 tỷ người, trong đó có nhiều người đã bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.